Xin chào bác, chào bác trở lại với trang ký của mình xưa. Trước tiên rất cảm ơn bác luôn quan tâm tới bên em của bên tôi suốt hôm qua. Bác nào mà chưa kênh em muốn đăng ký kênh mà đó có phải một giấy video. Ngày nay trên bác đó là cặp mà ma bích ngần cánh và đốt bồ la mỹ chính của pháp xưa. Em sẽ lên mã số 01 trước là cây ma bích đoàn cánh nhé. Còn đây là cây đốt bồ la mỹ chính em sẽ lên sau. Đó là mã số 02, bây giờ là mã số 01 trước này. Cái dòng này về rất nhiều, mỗi cây có giá khác nhau, chênh nhau từ vài trăm vài triệu là chuyện hết sức bình thường như cái đường của sữa. Ma bích đoàn gánh này. Cái này size 135, bọc vàng của Đức Quốc xa xưa thập kỷ 1950-60. Cầu to cầu đều và to bản đeo. Ma bích đoàn gánh. Em ơi, lòng anh thì rất chân thành. Được nguyện. Trước đi tổng quan và để sau chi tiết nhé. Bác nào Hà Nội gần đó qua xem quý cổ đồ cổ xưa đồ lịch Mỹ bác ở tỉnh xa hết sức yên tâm em sẽ gửi một phương tiện bưu điện ô tô và bay tàu hỏa. Phương tiện gì nhanh nhất hợp tình hợp lý hợp phí thời gian gửi từ 1 đến 2 ngày chậm là 3 4 ngày tùy theo thiên tai dịch bệnh bão lũ nhé. Cầu xưa nó có chữ Optima 18 microdom bọc vàng. Càng trái là Mavic 135. Càng phải 135 Optima. Em ơi, lòng suy vang gì? Về giá cả thì em cũng thông báo với các bác rất nhiều lần rồi. Đây là mã số 1 Mavic đoàn gánh. Để trên khách hàng trên các bác của em hơn 2 năm qua bán tại nhà Trường Trinh. Vừa rồi, vừa đầu tháng 4 rồi nhận một lô kính cổ đồ cổ xưa đồ đính Mỹ khoảng hơn 1.000 món đồ. Giá thấp và tốt. Giá rẻ thì em sẽ bán rẻ tạo thấp xuống để các bác trước chưa được cái cổ đồ cổ xưa nay sẽ chơi được cái cổ đồ cổ xưa vì giá thành đã xuống rất là thấp rồi. Thì đó là thông báo tin vui cho các bác, tin vui 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 là vui vì từ nay các bác sẽ được chơi cái cổ đồ cổ xưa giá hợp tình hợp lý hợp lý các bác. Chiếc cây này thì dao động khoảng 7 triệu 1,5 triệu nay chỉ còn có 6 triệu 6 hay gọi là 6.600k mã số 01 6 triệu 6 mà biết đoàn cánh. Mà biết đoàn cánh size 52 nhá, bọc vàng pháp xưa, bọc vàng của Đức Quốc xã xưa nhá, hàng chuẩn 51 nhá. Lưu ý nhá, hàng chuẩn 1 bao giờ đắt hơn so hàng chuẩn 52. Chuẩn 52 sản xuất tại Nhật và một số nước châu Á vào giai đoạn thập niên 80-92.000 thì rẻ hơn. Thì rất nhiều đối tượng hay bán những cái hàng đấy. Sau đó là trà trộn vào hàng tàu Trung Quốc vào. Rất là rẻ. Thì nhưng của rẻ là ô đây nó không ngon. Bởi vì những đối tượng có địa chỉ đâu, giấu địa chỉ, không công khai địa chỉ, mua bán địa chỉ nơi nhà nơi. Mặc dù lượng đăng ký kênh rất lớn, có thể 10.000 người, 17.000 đánh 20.000 người mà mới làm được 1-2 năm đấy, mà đã lúc đăng ký kênh, đó là thuê nhân viên thứ ba quảng cáo đấy. Bác để ý kênh của em triển khai 7 năm rồi, cũng hơn 2.000 đăng ký kênh, bởi vì làm cách hữu sẻ tự nhiên thương, cách chân tự nhiên chân thành nhất. Vâng, em hạ mã số 01 xuống nhá. Xong. Bây giờ sang mã số 02 này. Đúc bổ ra mấy chiếc này, cái này đi rất nhanh thôi, bởi vì em giới thiệu quá nhiều về cái dòng này, này. Hơn 20 năm qua giới thiệu quá nhiều. Con này size 140 của pháp xưa. Ở giữa thì nó có cái chữ ký và cái logo và số 20 biểu tượng logo hãng từ ngày xưa, chui vem gì rất mới rất đẹp nhá. Rất nhanh thôi. Càng trái càng phải đều nó có cái chuyện viêm, chuyện vuông logo hãng từ ngày xưa. Càng trái càng phải đều có chuyện vuông logo hãng từ ngày xưa. Ở trước những cây này theo thông thường nó dao động khoảng từ 14 triệu rưỡi đến 15 triệu. Nhưng nay nó dưới 14 triệu. Để trên các bác ủng hộ em hơn 2 năm qua bán với giá là 13 triệu 700 hay gọi là 13.700k. Để trên các bác đã ủng hộ em và luôn luôn ủng hộ và được đặt niềm tin thì rất mong các bác ủng hộ hơn nữa và các bác thể chia sẻ video cho anh em bạn bè người thân để cùng chơi cùng sở hữu những cái kính cổ đồ cổ xưa giá hợp tình hợp lý hợp ví, bởi vì là khi nhập được giá rẻ thì em đào thấp xuống để các bác chơi và sở hữu được. Vì trước đây một số bác có tâm sự là nhiều tiền quá chưa đủ điều kiện chơi nơi thì nay sẽ đủ điều kiện chơi, bởi vì là quan điểm bên em là giao lưu vui mua bán chỉ ra duy vui là chính thôi, không bán đâu chỉ kể thứ yếu. Vì thật sự bác là em làm về thiết bị thế bây giờ hợp đồng thầu bận lắm rồi, vì tính của đồ cổ xưa nó là cái niềm đam mê thú vui đó đấy. Vừa rồi là quan điểm chia sẻ không lớp người đời 5 tháng mua bán nước ngoài rút ra kinh nghiệm và chọn địa chỉ lâu năm và số loại lâu năm người con trai hoặc tư vấn kính cổ đồ cổ xưa đồ gốm sứ đồ đồng tất cả đồ cổ khác nữa thì nên chọn địa chỉ đấy, không nên chọn đứa con gái mua bán hẹn nơi công cộng cộng đồng nhà gai với xe rồi là xung quanh hồ Văn Quán, xung quanh cái hồ Lan Bạ, hồ Bãi Cát thì rất nhiều anh em bị dính.
Chẳng hạn đây là cây Đúc Bồ Lâm Vĩnh Chi Hát có giá là 13.700.000. Thế một số đối tượng xấu bán là cái địa chỉ 101 Nguyễn Trường Độ Ba Đình, đó là cổng khu tập thể, và 103 Nguyễn Trường Độ Ba Đình cũng là cổng khu tập thể, quán trà đá, quán xôi chè, bán giá 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu. Nhưng đối tượng rất lưu manh, sử dụng rất nhiều địa chỉ, sử dụng rất nhiều sim số điện thoại, thì các bác hết sức tỉnh không là sẽ rơi vào bẫy nhé. Kính cổ bọc vàng pháp sư thì bao giờ nó cũng bọc vàng sáng gương, còn nếu hàng giả hàng nhái thì như nước chè để qua đêm 2-3 ngày. Và đối tượng bán hàng giả hàng nhái thì không bao giờ công khai địa chỉ, giấu địa chỉ, mua bán thì mập mờ, amateur với vẩn, rồi là bảo chứ anh ở đâu em mang qua xem cũng mua thôi. Đấy là đối tượng chuyên bán hàng giả hàng nhái, kém chất lượng mà thế. Còn hàng thật bán có thương hiệu lâu năm uy tín thì bao giờ để địa chỉ số loại trên tường này hơn 2 năm và số loại cũng thế, và luôn được đảm bảo theo pháp lý. Khuyến cáo mua bán thì nên mục sở thị nhà có làm sao bán tạo được, không được mua địa chỉ lên tiếng lung tung. Và rất cảm ơn bác xem video, bác nào mà chưa kênh của em thì nhấn đăng ký kênh, mở đầu các phần video và nó bị được vào chuông để mỗi khi lên kênh hệ thống thu sức nhanh rất nhanh. Đây là mã số 02 nhé, 13.700.000 cho Đúc Bồ Lâm Vĩnh Chi Hát này, rất mới rất đẹp nhé, nguyên sinh toàn bộ độ mới khá cao. Cái dòng này mới biết thôi vì trong suốt hơn 2 năm qua bán thành hàng dành trưng đã giới thiệu quá nhiều rồi đấy. Đúc Bồ Lâm Vĩnh Chi Hát này em giới thiệu hơn 2 năm qua giới thiệu nó quá là nhiều rồi, rất nhiều rồi, ngoái cổ lắc cổ, ngoái đầu lắc đầu, rất là rõ ràng, bọc vàng rất mới rất đẹp. Còn đây là mã số 01, đây là mã số 01, đây là mã số 02, mã số 01, mã số 02 đây đấy, rất là rõ ràng nhá, bọc vàng sáng gương rất là đẹp nhá. Một hai cây đều sản xuất thập kỷ 1950-1960, hàng cho năm 1 của Đức và của Pháp xưa. Và rất cảm ơn, xin chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại phía sau.